Chào mừng anh em đã quay trở lại ở Laptop AZ. Và cái gì đến thì cũng phải đến. Review có rồi thì chúng ta sẽ cùng đến với một video game test về Helios 300. Cấu hình thì chúng ta đã có 3060 với cả i5-12500H với mức giá chỉ rơi vào khoảng 26 triệu. Và ok, video game test thì mục đích của nó là test game rồi. Hãy cùng mình tìm hiểu xem hiệu năng của chiếc máy này như thế nào ngay sau intro. Và đầu tiên thì cũng phải nói lại một chút về mặt cấu hình thì chúng ta sẽ có i5-12500H với 12x16 luồng. Chúng ta cũng sẽ có RTX 3060 với 140W điện và 6GB RAM. Thì bản base của chiếc máy này thì chúng ta sẽ chỉ có 8GB RAM thôi, cho nên mình sẽ lắp thêm 8GB RAM nữa để cho nó chạy 16GB RAM đua trên đầu. Và chúng ta cũng sẽ có SSD 512GB. Thì chiếc máy này mình cũng sẽ để bật max switch để cho có thể bung được hiệu năng của những tựa game eSports tốt hơn. Và nói về eSports mà 3060 thì mình nghĩ là mình sẽ chỉ test ở CSGO thôi, để nó xem là cái mức hiệu năng khi có max switch nó sẽ được đẩy lên như thế nào. Ok, let's go. Ok, và đối với tựa game CSGO thì mình để cái cấu hình đó chính là cấu hình cao, mặc định luôn của chiếc game này. Với max switch thì cho ra thì chúng ta có thể thấy rằng GPU thì chắc chắn là được bung ra hết hiệu năng rồi. Nó ăn lên tới 120W điện, mặc dù cũng chưa phải là mức điện áp cao nhất, nhưng mà cái hiệu năng cho ra rất là khủng khiếp. Khi mà gần như nó bung hết cái thời điểm đầu khi mà chạy benchmark thì nó có thể đạt tới 500-550 FPS. Và vào sớm mốc đi chăng nữa thì nó cũng chỉ tụt xuống rơi vào khoảng 80-100 thôi. Nó sẽ không tụt quá sâu như những cái mẫu máy laptop phổ thông sử dụng 3050 thì nó sẽ rơi vào khoảng 30-60. Thì đây là một cái điểm mà chúng ta cần có ở max switch, và max switch sẽ là một cái điều mà làm cho điều này. Mặc dù khi đã bật max switch rồi thì có một chút là đấy CPU nó vẫn ăn và rơi vào khoảng 15-20%. Thì cái này là điều không thể tránh khỏi, kể cả max switch đi chăng nữa thì bằng một cách thần kỳ nào đấy thì CPU nó sẽ vẫn tranh việc vào. Về cái khả năng tản nhiệt đi thì nó vẫn như vậy, nó vẫn đều khoảng 60-65 độ cả CPU và cả GPU. Có chăng thì GPU nó cao hơn một tí bởi vì có max switch rồi, nó dồn hết cả hiệu năng vào đây rồi. Cái hiện tượng throttling hay là tụt xung hay là bất kể một cái vấn đề gì liên quan đến bị sụt giảm hiệu năng thì nó đều không xảy ra. Vậy thì đó là về những tựa game eSports thì có thể lấy CSGO là điển hình. Nhưng mà sang đến những tựa game nặng thì sao? Ví dụ như là một số cái tựa game mới ra gần đây như là Spider-Man Miles Morales, hay là những cái tựa game cũ như kiểu là Shadow of the Tomb Raider, hay là một cái tựa game nữa là Final Fantasy 14, thì liệu rằng chiếc máy này cũng có thể gánh được hay không? Thì chúng ta hãy cùng đến với phần test game nặng. Và tất nhiên rồi thì mình vẫn sẽ để max switch và cái cấu hình của cả ba tựa game là cấu hình cao và trừ Shadow of the Tomb Raider là cao nhất. Ok, let's go. Just
like shooting stars came crashing down, and we're building back up again now. I say your heart, say your mind, say all you hide. I won't let you go, can't let this die. When you lose yourself, I'll be right beside you. Và anh em có thể thấy rằng với Backstreet thì nó cũng chưa ảnh hưởng nhiều cho đến cái những tựa game 3, thì đó là điều hiển nhiên rồi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó chính là cái lượng điện năng tiêu thụ của RTX 3060 thì đối với Shadow of the Tomb Raider thì rơi vào khoảng 116 cho đến 120. Còn đối với Miles Morales hay là Final Fantasy thì nó sẽ rơi vào khoảng 120, nhích lên một chút. Thì có một cái vấn đề là khi mà nó bung hết dây hiệu năng ra thì kể cả 140W 6GB RAM hay chăng nữa thì nó cũng chỉ ăn được đến 120W điện, là nó cũng thôi để gánh những cái tựa game AAA như thế này ở cái mức cấu hình cao rồi và cho ra một cái mức FPS rất là cao. Đối với Miles Morales thì là một cái tựa game thì mình thấy rằng tối ưu hơi chưa được tốt lắm, khi mà có một số cái khả năng xử lý về hiệu năng của CPU và lẫn GPU nó hơi bị ăn nhiều hơn một chút, thì cái FPS nó cho ra thì nó hơi bị thấp hơn so với những tựa game còn lại, rơi vào khoảng 70-60. Nhưng mà nó vẫn sẽ rất là mượt mà và nó không bị cái hiện tượng gì gọi là sụt giảm hiệu năng cả. Còn sang đến Shadow of the Tomb Raider thì mình cũng chỉ chạy benchmark, và Final Fantasy cũng thế. Thì Shadow of the Tomb Raider thì những cái phong cảnh thế giới mở thì nó sẽ rơi vào khoảng hơn 100 FPS, 108 đến 110. Thì đây là một con số FPS rất là lý tưởng để anh em có thể trải nghiệm. Còn cái nào mà nhiều NPC, nó nhiều cái hiệu ứng cận hơn, nó nhiều focus vào cái nhân vật chính hơn thì nó sẽ rơi vào khoảng 80 cho đến 90. Thì đây cũng là một cái FPS cao đối với một tựa game AAA rồi. Còn Final Fantasy thì vẫn vậy, nhiệt độ vẫn rất là mát, 120W và không, gần như không throttling gì cả. Với cái cấu hình cao thì FPS nó rơi vào khoảng 80 đến 100, thậm chí là một có thể lên đến 120, nhưng mà nó chỉ một chút thôi, nó gọi là peak lên thôi. Thì đây cũng là một cái con số rất là đáng để ngưỡng mộ đối với RTX 3060 cùng với i5-12500H. Ok, vậy thì tổng kết lại về game test của Helios 300 phiên bản i5 với cả RTX 3060 thì có một cái vấn đề chúng ta luôn luôn thấy ở Helios 300, đó chính là sự man mẻ, bung hết được hiệu năng có max switch và cái độ chắc chắn về thiết kế, độ hoàn thiện các thứ, mọi thứ đều gần như là hoàn hảo ở trên con Helios 300 này. Anh em có thể tự tin mua về chơi game, cũng như bài review thì anh em có thể làm việc đồ họa, làm việc lập trình hay là bất kể một cái tác vụ nào mà nằm trong phạm vi mà 3060 16GB RAM có thể chạm tới được với 140W. Nếu anh em thấy video này có ích, hãy để lại một like, một share và subscribe cho kênh Laptop AZ. Còn nếu anh em thấy video này vẫn hơi cấn, có một chút góp ý nào, hãy đừng ngại để lại comment ở dưới phần bình luận để chúng mình có thể biết và rút kinh nghiệm vào những video lần sau. Hẹn gặp lại anh em trong những video review, game test hoặc là hỏi đáp. Bye bye.